Alo, xin chào các bạn. Xin lỗi, tuần trước mình không có làm kịp clip thì hôm nay mình sẽ làm bù cho các bạn. Ở clip tuần trước thì chúng ta đã dừng ở việc là làm cho nhân vật đi tới đi lùi được, nhưng mà nó có một số lỗi xảy ra. Ví dụ khi các bạn qua trái qua phải nó sẽ xoay một vòng như này à, đi lùi nó có vẻ bị lắc lắc lắc. Thì hôm nay chúng ta sẽ giải quyết tất cả vấn đề trong clip hôm nay. Xin các bạn cảm tại vì trời nóng quá, mình có cái quạt không rất là nóng để tiếng nó sẽ rè rè tí. Ok, ở đợt trước thì chúng ta có setup di chuyển thì nó như thế này, chứ nó không có cái này hả? Vậy thôi, thì chính vì những cái di chuyển này mà nó khiến cho nhân vật chúng ta bị đi dị dạng như các bạn thấy. Thì để khắc phục điều đó thì chúng ta làm y chang như này. Trang này xóa thì kéo nối vô, xóa những cái này đi, chúng ta nối lại. Nó giống như đây là chúng ta quay lại cái hướng đi cũ của trong cái việc setup ban đầu á, rồi chúng ta test lại. Thì nhưng bây giờ nó lại đi lùi ha, nó lại đi lùi như này. Mà cái chúng ta muốn là đi khi chúng ta đi lên, mà nếu mà chúng ta đi lùi thì nó đi lùi chứ không phải nó quay mặt lại nó đi. Thì để sửa cái đó thì chúng ta vào trong cái class default này, nó có một cái use controller rotation yaw. Trước đó là nó uncheck, tức là nó không có tích vào, thì các bạn tích vào. Nó test lại. Bây giờ nó sẽ đi lùi rồi. Ok, đi tới, trái, phải. Lùi, tới, đi chạy lùi nè. Và trái qua phải, chạy qua trái phải. Nó thoải mái bây giờ rồi. Các bạn có thể để ý thấy là có một số animation nó hơi là dị như này ha, tại vì chúng ta không có animation trong cái blend space ấy, thì nó không có animation chạy góc 135 độ hay là góc 45 độ ha. Thì các bạn có thể lên cái trang Mixamo bữa mình giới thiệu với các bạn, kiếm những cái file chạy đó, các bạn kéo thả vô vị trí tương ứng thôi. Tương tự là chúng ta không có cái animation chạy lùi thì có một cái trick nhỏ, cái này là tạm bợ nha. Các bạn nếu muốn đẹp thì các bạn kiếm animation đẹp hơn. Cái này là mình dùng animation running này, mình duplicate nó ra. Xong rồi mình set cái scale nó lại -1, tức là nó sẽ chạy animation ngược lại. Các bạn thấy nó chạy ngược lại ha, thay vì nó chạy lên trên. Cái này dùng tạm bợ thôi, nó không có đẹp, nhưng mà các bạn nào muốn đẹp thì các bạn có thể tự kiếm file trên trang kia. Ok, bây giờ mọi thứ đã hoàn chỉnh rồi. Tuy nhiên là vẫn có một số vấn đề tồn đọng, ví dụ như là chúng ta đi lùi thi thoảng nó sẽ bị giật, nó sẽ mờ, cái màu nó mờ đi á. Thì để khắc phục điều đó thì ở đây các bạn vào character movement, ở trong một orient rotation to movement, tức là nó sẽ khi mà các bạn tích vào đây thì nó sẽ cố gắng nó quay cái thằng người nó theo cái hướng di chuyển mà các bạn điều khiển ha. Thì các bạn ấn tích nó đi thì nó sẽ không bị nữa, nó sẽ nó không bao giờ bị nữa. Chạy lùi nè, chạy tới nè, chạy ngang nè, trái phải. Ok, rồi chúng ta vẫn còn thiếu animation nhảy thì các bạn vào BP new character locomotion. Ở đây chúng ta kéo thả ra và chúng ta tạo ra một trạng thái mới, chúng ta gọi là trạng thái nhảy. Phải có hai cái đường nối nha, tức là đường điều kiện để cho nó từ trạng thái này qua trạng thái này và từ trạng thái này qua trạng thái này. Các bạn vào đây, giờ nó hỏi điều kiện để chúng ta có thể qua trạng thái nhảy, thì chúng ta đã có một biến có sẵn, mình tạo ở những video trước rồi. Các bạn vừa kéo thả vô như này, và khi mà muốn từ trạng thái này qua trạng thái này thì chúng ta có thể dùng một cái gọi là dùng một hàm gọi là time remaining. Get time remaining. Chúng ta chưa có animation nhảy, chúng ta kéo một animation nhảy vô. Chúng ta có một animation jump này ha. Lưu ý là các bạn phải bỏ cái nút tick loop đi nha, nó sẽ không bao giờ hết animation. Và trong đây chúng ta sẽ có hàm là get remaining. Tại sao nó chưa hiện ra? Get remaining fraction. Cái này không đúng, đúng ra là nó phải là get remaining
sai mới đúng. Không hiểu sao nó không hiểu ra. Cho mình thử cái này cả. 0.5. Kéo thả vô. Cái này nó có nghĩa là nếu như mà cái phần trăm còn lại của animation mà bé hơn 0.5 á, các bạn có thể chỉnh xuống 0.1 được. Nên là bé hơn 0.1 thì nó sẽ bắt đầu chuyển quay lại trạng thái, nó sẽ bắt đầu plan từ từ vào trạng thái cái này ha, bên từ trạng thái nhảy xuống rồi trạng thái hai đồ chót. Ta thử nè, chạy nè, nhảy nè. Đó, nó sẽ plan từ từ lại ha. Nó hơi bị dị. Tại vì chúng ta nhảy cao quá mà animation nó lại nhanh quá. Thì chúng ta có thể chỉnh nút nhảy của chúng ta thấp xuống một xíu là ở đây có cái jump z velocity, đó là độ nhảy, cái độ cao các bạn nhảy ha. Thì mình có thể chỉnh xuống có 200. Mình nghĩ 200 là vừa. Ừ, 200 có vẻ là vừa nhất. Ok. Coi như đó là tất cả cái phần để chúng ta tất cả các phần có trong cái hệ thống di chuyển của nhân vật. Từ đó nó còn nhiều lắm, nó còn rất là nhiều cái nâng cao khiến cho game chúng ta đẹp hơn, nhưng mà ở trong series này mình chỉ hướng dẫn những cái căn bản và cái dễ hiểu cho các bạn thôi. Còn những bạn nào mà muốn những cái muốn đẹp hơn á, thì các bạn có thể tự nghiên cứu thêm, có thể search video trên mạng này nọ ha. Mình không đi sâu vào nó tại nó rất là phức tạp, nó đòi hỏi toán nó rất là nhiều. Đáng lẽ là chúng ta có thêm phần khi mà chúng ta quay trái quay phải nó sẽ quay người theo nữa, nhưng mà cái đó thì mình nghĩ mình nên để vào những cái video mà khi mà chúng ta làm tút lại cái game cho nó đẹp ha. Còn bây giờ thì có vẻ là nó đã đầy đủ rồi để chúng ta có thể thực hiện, để có thể chúng ta có thể chơi rồi ha. Các bạn thấy nó xoay người ha. Nó plan nó rất là đẹp. Để mình coi còn cái gì nữa không. Mình nghĩ là ở video này thì mình sẽ kết thúc tại đây. Nó hơi ngắn tại vì mình chưa có nghĩ được cái ý tưởng cho cái việc sẽ làm tiếp theo ha, nên là mình sẽ ngừng tạm clip ở đây. Có thể là thứ năm thứ sáu tới mình sẽ làm tiếp một clip tiếp theo. Các bạn có thể lên trang kia và kiếm animation về đưa cho nó đẹp ha. Ok, mình sẽ dừng clip ở đây. Sẽ có một khoảng thời gian mình ra clip hơi chậm tại vì mình có dự án mình đang làm dở và nó đang trong cái giai đoạn khá là bứt tốc, là có nhiều khi mình sẽ ngừng làm clip một thời gian, nhưng mà mình sẽ cố dành ra thời gian có thể để làm clip cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Hẹn gặp lại các bạn trong clip sau.